cá lãi này siêu bự và cũng có rất là nhiều trứng. Cá lãi là cá biển có thân hình dài như chiếc đũa và khá dài. Cá thì rửa qua nước muối, xong rồi vớt lên đem đi phơi liền. Mình đã bỏ thời gian ra lựa từng con cá trứng. Cùng mình test con cá lãi trứng nha. Trứng này là trứng tự nhiên, không có bơ. Không phải dễ dàng là con nào cũng có trứng hết đâu. Nhiều người khi đã thưởng thức một lần không thể nào ngưng sự thích thú với khô cá lãi trứng và tìm mua khô cá lãi lần 2, lần 3. Năm nào loại này mình cũng bán cháy hàng hết. Hàng rất khô, rất thích hợp vận chuyển đi xa. Hiện tại con cá này nó đang vào mùa nên tranh thủ ăn nha. Bạn có thể chế biến là chiên giòn sẽ cảm nhận được vị giòn tan khi nếm từng con cá khô chiên với dầu vừa giòn vừa bùi. Đó sẽ là hương vị chính của con khô cá lãi. Xương của nó mềm nên là nhai được nguyên con. Bèo béo bùi bùi của từng con cá trứng kết hợp chấm với nước mắm me hoặc thay thế bằng tương ớt